là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Thời gian qua, công ty cổ phần tiến bộ quốc tế trúng hàng loạt gói thầu trong lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, quy mô lên đến cả trăm tỷ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đế chế AIC Group được xây dựng và điều hành bởi nữ tướng khá kính tiếng Nguyễn Thị Thanh Giang. Và thông tin Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Doanh Trần này khiến dư luận bất ngờ. Nhưng khi ngành chức năng khám xét tòa nhà trụ sở làm việc của bà Giang, còn phát hiện một tình tiết đáng ngờ hơn. Cuộc khám xét của Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tại tòa nhà AIC Group, trụ sở làm việc của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để phục vụ điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Nhiều thông tin cho biết, tại hai địa điểm này, nhà chức trách phải phá két sắt của lãnh đạo AIC Group truy tìm tài liệu vật chứng. Ngoài ra, trong nhiều thùng rác của tòa nhà có một lượng lớn tài liệu bị tiêu hủy bằng máy hủy tài liệu chuyên dụng. Hiện ngành chức năng đang làm rõ số tài liệu này có liên quan đến vụ án hay không. Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được khởi công xây dựng từ năm 2008. Đây là tổ hợp bệnh viện khu vực đầu tiên của cả nước được xây dựng với số vốn lớn, đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, có một sân đáp trực thăng trên nóc và cũng là bệnh viện đầu tiên kết hợp công tư trên toàn quốc. Theo điều tra ban đầu, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Các cán bộ thuộc chủ đầu tư AIC đã thông đồng nâng khống giá trang thiết bị với tổng giá trị gần 500 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước trên 150 tỷ đồng. Lại thêm một doanh nhân ngã ngựa làm cho nhiều người tiếc nuối, bởi cái tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty AIC từng làm cho nhiều người nể phục. Cách đây 7 năm, bà là người phụ nữ đầu tiên có khu vực châu Á và Việt Nam được Viện Hàn lâm Quốc tế về các nghiên cứu hệ thống Liên bang Nga trao tặng hai danh hiệu cao quý: Viện sĩ có thành tích xuất sắc nhất giai đoạn 2004-2014 và phần thưởng Gold Star Vernadsky